Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 159. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ thiên thảo thần mà Kiếm chỉ chủ quân đang quá chặt Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào đã biến mất Không phải tránh né Không phải đổi vị Không phải bỏ chạy Mà chính là biến mất Giống như hắn bị một vĩ lực rất lớn thu lấy từ trong vị diện này Dưới sự kiếp sợ Nàng vô thức quay đầu lại Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần cũng biến mất theo Đi mau Không cần báo thù cho ta Thanh âm của Lâm Bắc Thần quanh quẩn trong hư không. Hắn lặp lại lời nói của nàng bởi vì Lâm Bắc Thần cũng không đắm chắc. Sau khi kéo thiên thảo thần vào trong tiểu hạc ốc, hắn có thể đánh thắng người này không? Nếu chẳng may hắn bị thiên thảo thần phản sát bên trong luân hồi tuyệt cảnh, kiếm chỉ chủ quân còn ở bên ngoài, đây chẳng phải mùa bột tặng bột sao? Đây là nơi nào? Thiên thảo thần khó hiểu nhìn xung quanh. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn vốn có thể diệt sát kiếm chỉ chủ quân. Đột nhiên hắn bị một lực quá chặt không gì đỡ nổi sau đó bị truyền tống đến không gian thù hẹp kỳ quái này. Trong tầm mắt là một không gian sương mù u hồn màu xanh nhạt, có thể thấy được bằng mắt thường. Giữa sương mù có quần sáng lấm tấm lóe lên, giống như quỷ hồn chìm nổi. Một khí tức khiến cho hắn cực kỳ không dễ chịu bao phủ lấy hắn. Thiên Thảo Thần trước tiên ý thức được sức mạnh của hắn dường như đã bị áp chế, thậm chí ngay cả đại hoang thần lực cũng bị áp chế sao? vừa rồi đã xảy ra chuyện gì trong lúc hắn đang kinh nghi bất định một tiếng nhạc vô cùng có vận luật nhưng cũng vô cùng quái dị vang lên trong không gian đây là địa bàn của ta ngươi phải nghe ta thu hoạch âm nhạc bằng thính giác để tìm thấy hạnh phúc bắt đầu khắc họa tính cách của chính mình tương lai không thể đoán trước được hãy kiên trì lựa chọn sự hiện tại với bản nhạc địa bàn của tôi của châu kiệt luân được tải từ Net Easy Cloud Music. Sương bù màu xanh bị một luồng sức mạnh vô hình kích thích. Lâm Bắc Thần giống như âm thầm hành tẩu trong ngục tối, chậm rãi từ trong sương bù bước ra. Là ngươi à? Ánh mắt của Thiên Thảo Thần rơi xuống người Lâm Bắc Thần, gương mặt hiện lên sự chấn kinh. À ha, hiểu rồi hiểu rồi hiểu hiểu rồi. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn đưa tay lên vết thương của mình, thấm lấy một ít máu tươi mở ngón tay tách ra vuốt dọc theo đường chân tóc mái tóc màu đen biến thành màu đỏ rồi máu chính là loại kẹo vuốt tóc tốt nhất mái tóc màu đỏ lăng lệ giống như đau nhúm máu tôn tặc có phải người bất ngờ lắm không lâm bắc thần móc ra đại bổng người mọc duỗi cái đầu chó của người ra để ra ra cho ngươi vào dạ dày nào đây cũng là một thanh thiên ngoại trì bình Lăng nha mộng ngân quang lóng lánh lóe lên ánh sáng kim loại lạnh khốc còn trẹp chết tiệt thiên thảo thần bị chọc giận sắc mặt vẫn nổ đến vạn vẹo tại sao ngươi làm được ngươi quả nhiên trẻ giấu một bí mật rất lớn <laughs> trách không được chỉ trong một năm ngắn ngủi như vậy ngươi lại quật khởi đến như vậy người biết thì đã muộn lắm rồi lâm bắc thần vận chuyển ngũ khí triệu nguyên quyết hắn đang trì hoãn thời gian bởi vì hắn cần thời gian để xác minh phỏng đoán của mình sau đó hắn sẽ quyết định phương thức chiến đấu. Huyền khí kim mộc thủy hỏa thổ, dựa theo thông đạo tiên thiên huyền khí đặc biệt mà vận chuyển. Thông đạo tiên thiên huyền khí bên trong cơ thể Lâm Bắc Thần có đến 15 cái. Số lượng này vượt qua bất kỳ một thiên nhân nào cùng cảnh giới. Giống như bột siêu động cơ 15 xi si lanh, không ngừng cung cấp sức mạnh cho hắn. Dưới công pháp ngũ khí trưởng huyền quyết dẫn đạo, ngũ hành tiên thiên huyền khí cuối cùng dung hợp Thành một thứ rất lạ sức mạnh kỳ lạ điên cuồng lan tràn bên trong cơ thể lâm bắc thần mà cái lỗ máu do bà vội tên đại hoang thần lực tạo ra nhanh chóng khép lại suy nghĩ của ta không sai lâm bắc thần cuồng hỉ trong lòng đại hoang thần lực bên trong cơ thể đã bị khu trục hắn đã tu luyện công pháp trấn tộc của đại hoàng tộc thiên thảo thần ký sinh chính là thần linh đại hoàng tộc ngũ khí trưởng nguyên quyết nhất định có thể khắc chế thần lực đại hoang tộc nói cách khác chỉ cần thi triển vũ khí triều quyền quyết thiên thảo thần nhất định có thể bị hắn khắc chế gắt gao ngươi phải theo trình tự của ta lâm bắc thần huy động đại bổng sải bước sông lên không ngươi phải theo trình tự thiên tạo thần cuồng tiếu toàn thân bầu vàng nhạt biến thành xúc tù trường tiên kinh khủng xuyên thẳng như điện quét sạch về phía lâm bắc thần Người đừng tưởng rằng trong không gian nho nhỏ này có được chút sức mạnh áp chế ta. Người sẽ... Bành! Làng nhà bổng đé lên hàn quang màu bạc, đánh thật mạnh vào mặt hắn. Một cơn đảo ập đến. Tên thảo thần hoàn toàn không kịp phản ứng. Giống như bù nhìn, bị cử trụy đập trúng. Hai chân cách mặt đất quay 360 độ trong không khí. Sau đó quay ngược lại 720 độ, rồi bay ngược ra ngoài. Trong tầm mắt của hắn, hệt thảy đều xoay vòng vòng trong đầu của hắn toàn bộ đều là dấu hỏi chấm vì sao vì sao và vì sao vì sao ta đã khôi lỗi thần lực rồi ta còn cảm giác đau đớn nhỉ vì sao đại hoàng thần lực không có được các chế võ giả phàm nhân vì sao ta lại bị tổn thương trong nháy mắt sau đó bình khí pha không rít gào truyền đến thiên tạo thần vừa mới quay người lại mở to mắt đã nhìn thấy xúc tu trường tiên huyền hoàng bị đứt gãy từng đoạn, còn năng nha bổng bầu bạc không ngừng phóng đại trong tầm mắt. Âm âm âm. Cú va chạm mạnh kèm theo cơn đau kịch liệt truyền đến. Mọi thứ dường như đang lặp lại. Không thể nào. Hắn hoảng sợ gào thét. Hắn kiệt lực thi triển các loại dịu dụng của đại hoang thần lực nhưng vẫn không làm nên chuyện. Thần lực huyền hoang huyễn hóa thành bất kỳ bình khí, thần thông nào cũng đều không tạo thành uy hiếp cho Lâm Bắc Thần. Tại Hoàng gia Thiên thủ. hắn cố gắng ổn định thân hình, thi triển đại chiêu. Cự thủ Huyền Hoàng xuất hiện, trùng điệp vỗ xuống, "Còn mẹ ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thần đông sao?" Lâm Bắc Thần huy động lang Nha Bổng, nhanh nhanh nện nứt cự thủ Huyền Hoàng, sau đó một gậy quất thật mạnh vào mặt Thiên Thảo Thần. Đầu tiên, đầu của Thiên Thảo Thần bị đánh cho nổ tung. Ong 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 cái cổ chấn động vỡ vụn nhưng đầu của thiên thảo thần lại khôi phục như lúc ban đầu người cho rằng biểu hiện của hắn cực kỳ dữ tợn giống như chó hoang bị chọc giận hắn trống lên phàm nhân hèn hạ con rệp bẩn thỉu người cho rằng làm như thế là có thể giết được ta ha 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 người quá bành đáp lại hắn là một cú lang nha bổng lãnh khốc vô tình tan nhẫn đập thẳng vào mặt phế chết mịa ngươi xem người có khôi phục lại như cũ được không người chính là một tên lưu manh chưa từng bị đánh qua lâm bắc thần chỉnh lại kiểu tóc sau đó lại một cậy đánh nát cái đầu khôi phục lại lại đánh nát được giết lại giết một mực giết ta hỏi người chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm lâm bắc thần thoải mái vung đại bổng nện xuống giống như đập nhân đảo quả giòn đầu độ đồ rất sảng khoái xem rằng người khôi phục rất nhanh Vậy thì để ta đập cho nhanh hơn Lâm bác thần đập một hơi mấy chục cú Thoải mái đến lỗ trần lồng toàn thân Nếu muốn hô to một chữ Sướng Vừa đủ cả nắm Một đòn chưa chắc đã đủ nghiệt Đánh nhiều thêm mấy lần mới đủ Dừng tay dừng tay Ta có chuyện muốn nói Thiên thảo thần rốt cuộc không còn mạnh miệng được nữa Điên cuồng giống to Người bảo ta dừng tay thì ta sẽ dừng tay ư ừ. Lâm bác thần lại đánh nát đầu thiên thảo thần một lần nữa Vậy tìm mặt mũi bác thần ca ta để ở đâu vậy? Cứ như vậy, cũng không biết đã đập bao nhiêu lần. Thiên thảo thần khôi phục lại như ban đầu. Huyền hoàng trên người càng lúc càng ảm đạm. Đại hoang thần lực tiêu hào quá độ, cuối cùng không thể không hạn chế sử dụng. Hắn cảm thấy sợ hãi nói, đừng, đừng đánh nữa. Thiên thảo thần hét lên, ha <laughs> ha Lâm bác thần bột cước dẫm lên ngực của hắn, vung đại bổng bảo bối của mình, cười mà nói, Người kêu đi, nơi này là hắc ốc. Cái gọi là rách cổ họng cũng không có ai đến cứu người đâu. Oanh! Thiên thảo thần một lần nữa bị đánh nát đầu. Trận chiến đấu này đã tiến vào thời gian rảnh, hoàn toàn nghiêng về nghiền ép một bên. Lực áp chế của ngũ khí triệu quyền quyết đối với thần lực đại hoang tộc giống như huyết mạch thiên nhiên cha khắc chế con vậy. Thiên thảo thần hoàn toàn không có bất cứ chỗ nào trống để mà phản sát lâm bắc thần vừa tính toán thời gian xì đi luân hồi tuyệt cảnh vừa không chút lưu tình hành hùng thiên thảo thần trang mức này đúng đến nữ chân của ta này thần cao một m tám này chân trái tiến vào luân hồi tuyệt cảnh này đánh chiếc con ruột cháu nhà ngươi này lâm bắc thần điên cuồng vung đại bổng của mình lần lượt phục hồi khiến cho thân ảnh thiên thảo thần trở nên mỏng như khói ảnh cho dù đứa trẻ ba tuổi thổi bột hơi cũng có thể thổi tàn hắn đại hoàng thần lực mượn từ túc chủ đã tiêu hào không còn bao nhiêu. đợi cho đến khi đại hoàng thần lực hoàn toàn tiêu hào hết, đó chính là thời điểm trần chính tử vong. một sự sợ hãi giống như kinh đào hải lãng Ba phủ thiên thảo thần. hắn chưa hề nghĩ đến sinh mệnh dài dằng dặc của mình đã đặt dấu chấm hết bằng một phương thức vô cùng bị sỉ nhục như thế. chưa hề nghĩ đến hắn bị bại trong tay một phạm nhân. rốt cuộc ngươi là ai? tại sao người lại có thể khắc chế được đại hoang thần lực người không phải thần chủ đại hoang tộc truyền thế đấy chứ không không thể nào người không thể nào là người nắm giữ rốt cuộc là sức mạnh gì vậy lâm bắc thần người đừng có giết ta ta van ngươi ta xin ngươi người giết ta đại hoang tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi chủ nhân của ta vệ danh thần cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi hắn mới thật sự là thần chủ đại hoang tộc truyền thế thiên thảo thần có vẻ dốc cạn hết cả đáy họp lâm bắc thần vốn đang định dùng chút thủ đoạn ép hỏi một số tin tức từ miệng của thiên thảo thần không kỳ đến ý chí con hàng này không chịu được một kích không đánh mà lại khai ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng lâm bắc thần dùng đại bồng nhắm thẳng lỗ mũi của thiên thảo thần nói nếu người đã thần linh thần điện người nhất định rất giàu có bảo tàng của người dốc ở đâu người mau mau ngoan ngoãn nói ra đừng ép ta đánh nổ đầu chó của ngươi. À, cái này, thiên thảo thần phát mộng. Hắn không nghĩ đến lầm bác thần quan tâm nhất, lại là về vấn đề như vậy. Nhưng hắn không có bảo tang nào. Ngày xưa, hắn có cất giữ một số đồ ở thiên ngoại, nhưng không thể mang vào đại lục này. Sau khi tiến vào đại lục, hắn vừa phép rất nhiều bảo bối. Trước sau công hiến rất nhiều cho hoang thần điện, mới được hoang thần điện tán thành có cơ hội thay thế kiếm chỉ chủ quân. Vì đạt được thân vị chính thần, hắn phải tích lũy tài phú dần dần. Ai biết được bây giờ hắn đang bị đánh cho phát nổ kia. Hắn đành phải bản giao ra. Cái gì? Lâm Bắc Thần tức thở hổn hển, không có tiền à? Đi chết đi. Lăng Nha bổng bầu bạc tan nhẫn vô tình đập vào đầu của Thiên Thảo Thần. Thời gian luân hồi tuyệt cảnh đã đến. Lâm Bắc Thần cũng không có thời gian khảo vấn trực tiếp xuống tay độc ác sau một trận đánh tơi bời hoa lá hắn hoàn toàn kết liễu thiên thảo thần. ta không cam lòng khi sợi huyền hoàng cuối cùng tiêu tan chút ý thức cuối cùng của thiên thảo thần lưu lại trên thế giới rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất thiên thảo thần thực sự đã chết ta đây được xem là thí thần thành công à trong lòng của lâm bắc thần có chút kích động nho nhỏ nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu bác bỏ suy nghĩ của mình bởi vì thiên thảo thần chỉ nhận được một công nhận ngụy thần chính thống còn chưa đạt được thần vị chưa được pháp tắc thiên địa đại lục này thừa nhận cũng không tính là thần trên cơ bản vẫn là một thiên ngoại tà ma mà thôi thần chân chính rất khó giết phạm nhân đồ thần cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết nếu thiên thảo thần thật sự có thể thay thế kiếm tri chủ quân nhận được thần vị chỉ sợ hôm nay cho dù ta có thể đánh bại hắn nhưng muốn triệt để chôn vùi hắn thì không thể nào đối với thần chính thống mà nói, chỉ cần tín ngưỡng tồn tại thì có thể bắt tử bắt diệt. Trong chớp nhóm này, Lâm Bắc Thần gộ ra tất cả mọi chuyện, đặc biệt là luân hồi tuyệt cảnh xung quanh đang nhanh chóng tan đi. Lâm Bắc Thần quay về thế giới hiện thực, không khí quen thuộc mãnh liệt ánh tới. Hắn đã sớm thủ điểm thiên thiên huyền khí ngũ hệ, đường vũ khí trưởng quyền quyết vào trạng thái yên lặng, không toát ra một tơ một hào khí tức nào ở đây cho dù lần này khá mạo hiểm, có khả năng bị phát hiện tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết. Nhưng ngụy trang thì vẫn phải ngụy trang. Chờ một ngày hắn bị đánh, khi đó ngả bài cũng không muộn. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần chuyển động, quan sát xung quanh. Từ luân hồi tuyệt cảnh bước ra vẫn là vị trí trước kia. Trong hư không, ký tức song thần đại chiến vẫn còn sót lại như cũ. Điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là cách đó 10 mét, một bóng người máu me khắp người ráng chống đỡ đứng thẳng trong hư không lặng lặng chờ đợi đó chính là kiếm chi chủ quân trong khoảnh khắc lâm bác thần xuất hiện ánh mắt của nàng sáng lên trên gương mặt suy yếu bắt đầu có thần thái tại sao ngươi còn chưa đi lâm bác thần kinh ngạc hỏi ta ta chờ ngươi kiếm chi chủ quân khó nén được sự vui mừng nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác như cũ dò xét bốn phía tên kia đâu rồi à hắn chết rồi Bắc thần nói sau đó ném ra mấy đám thủy quang màu lam tùy liệu pháp bắt đầu tùy liệu thuật có hiệu quả trị liệu không gì sánh kịp đối với thường thế do cường giả thiền nhân tạo ra có thể giúp cho vết thương nhanh chóng khép lại nhưng đối với thường thế do thần đinh tạo thành hiệu quả tranh lệch hơn rất nhiều khép lại khá chậm tuy nhiên đó có thể giúp cho lực sinh mệnh của người bị thương được tràn đầy không đến mức bởi vì thường thế mà chết Kiêm trì chủ quân toàn thân đẫm máu, đứng ghim tại chỗ cho Lâm Bắc Thần chữa trị. Thương thế của nàng rất nặng, nhưng nàng lại không hề cảm giác. Ngược lại, chỉ quan tâm đến tình hình chiến đấu. Nàng kiếp sợ hỏi, tại sao ngươi làm được vậy? Lâm Bắc Thần cười nói, ngươi biết không, ta có một chiêu thiên nhân kỹ có thể giảm giữ đối thủ. Thiên thảo thần bị ta kéo vào một tiểu lĩnh vực, lấy tình hình, lấy lý mà cảm hóa sau một phen được giáo dục tư tưởng chính trị chủ nghĩa mác lênin hắn xấu hổ quá tự bạo mà chết kim Chi chủ quân liếc mắt nếu ta tin ngươi ta mới là đồ ngốc tuy nhiên đã quen với việc nằm bắc thần thích nổ nàng có thể xác định thiên thảo thần đã chết thật rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này cuối cùng cũng kết thúc nàng thở phào một hơi trước giờ nàng chưa bao giờ đánh rã rời đến thế mắt của kim trì chủ quần tối sầm lại ý thức băng tán cơ thể mềm nhũn ngã xuống phía dưới trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tan bên tai nàng vang lên tiếng kinh hô của lâm bắc thần sau đó nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc của đàn ông lần đầu tiên nàng giống như một tiểu nữ nhân dựa đầu mình vào một bên ngực của lâm bắc thần với trái tim đang nhảy lên cực nóng khoe miệng đầu một nụ cười thoải mái sau đó chìm vào trong giấc ngủ kinh thành thần điện sơn đêm dài sắp hết bình minh chuẩn bị đến sắc trời vẫn tối như cũ những ngôi sao cuối cùng lấp lóe trên bầu trời tầng bầy đã không còn đồng nghĩa ngày mai khó có được một thời tiết sáng sủa chính giữa thần ân thần điện lâm bắc thần ngồi bên cạnh giường đôi chân mày kiếm màu đen cau chặt trên giường sắc mặt kiếm trì chủ quần trắng bệch không chút huyết sắc giống như bị nhân khí tức như ngọc không có sinh mệnh tình huống rất không ổn trong hơn bốn canh giờ qua các tế tự trong thần điện đã thử đủ loại biện pháp cũng không thể thức tỉnh kiếm trì chủ quân đồng thời cảm nhận được thần cách chi hoạ của nàng càng lúc càng yếu ớt thần phẫn suy nghĩ này không cách nào áp chế xuất hiện trong đầu mọi người do hoàng thần điện Hoa huỳnh nhàn và một đám giáo chủ vô cùng hoảng loạn không thể kiểm soát được bản thân Bọn người đại giáo chủ lại càng nước mắt tuôn đầy mặt Các tín đồ thành nhất quỳ gối Mà trong đại điện Âm dưỡng thần khúc cầu phúc cho kim chi chủ quân Công hiến tín ngưỡng Chỉ mong kỳ tích có thể phát sinh Là bác thần tất nhiên Cũng đã tuần tự nhiều lần thi triển thủy điệu thuật Nhưng cũng không có tác dụng quá lớn kim chi chủ quân thiếu đốt thần lực quá độ Dẫn đến thường tổn đến thần cách bổn nguyên Thần quả giống như có trọng lâu Vô lực hồi thiệt tìm lâm bác thần quặn đau từng cơn khó chịu khó mà át chế thời gian trôi qua đường chân trời hiện lên ánh sáng màu vàng mặt trời mới mọc xuyên qua thiên sơn vạn thủy chiếu xuống thần điện trên núi thông qua cửa sổ bên cạnh thần điện chiếu lên trên mặt kim trì chủ quân rời vãi những vệt nắng vàng dường như cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng lồng bị kiêm chi chủ quân hơi nhấp nháy sau đó nàng chậm rãi mở mắt trên gương mặt trắng như tuyết hiện lên sự mất tự nhiên lâm bác thần vui mừng hỏi người tỉnh rồi sao người cảm thấy thế nào chỉ một câu nhưng đã kinh động đến các tế tư đang thành kính cầu nguyện trong thần tiện sau khoảng hoa khuynh nhan ba chân bốn cẳng vọt đến gần nhìn thấy kim trì chủ quân đã tỉnh lại Nàng không khỏi vui mừng run giọng nói miền hạ ngài kim chi chủ quân hơi nghiêng mặt sang nhìn thấy hoa khuynh nhàn nói các người ra khỏi hết đi Hoa huynh Nhàn khẽ giật mình, chợt nhìn thấy Lâm Bắc Thần liền hiểu ra cái gì đó, sau đó quay người, mang theo các tế tự rời khỏi thần điện. Ánh mắt của kiếm chi chủ quân chuyển sang Lâm Bắc Thần. Ngược mặt này, trước kia nàng nhìn sao cũng không thấy đẹp. Rất nhiều người nói Lâm Bắc Thần là đệ nhất Mỹ Nam Tử của đế quốc. Nhưng trong một khoảng thời gian rất dài, Lâm Bắc Thần không hề để ý đến điều này. Chỉ là không biết vì sao lúc này nhìn lại đột nhiên nàng cảm thấy hắn rất dễ coi trong lòng kiếm chi chủ quần dâng lên một suy nghĩ rất hoang đường đại lục này còn có thần giới xa xôi kia cho dù là hồ nước thanh tĩnh nhất cũng không bằng đôi mắt của hắn sơn phòng tuấn giật nhất cũng không bằng sống mũi của hắn sơn cốc ưu nhã nhất cũng không bằng làn mi cong của hắn Thằng nguyên xinh đẹp nhất cũng không bằng gương mặt của hắn bên trong hai thế giới tập trung lại tất cả những phong cảnh xinh đẹp nhất cũng không bằng gương mặt của chàng thiếu niên trước mắt. Người có trách ta không? Kiếm chi chủ quân yếu ớt hỏi. Sao? Lâm Bắc Thần chưa kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi. Trách người có mê người sao? Kiếm chi chủ quân mỉm cười. Mở miệng thì đúng là một tên cặn bã nam. Nhưng nàng lại thích nghe như vậy. Người đến thần Điện Sơn là vì tìm xạ vị ương sao? Kiếm chỉ chủ quân hỏi Lâm bác thần khẽ giật mình Nhưng rồi lại gật đầu Đề tài này được xem là một cấm kỵ nhỏ Giữa hai người Rất ít khi nhắc đến Cho nên người có trách ta chiếm cứ nhục thân Của dạ vị ương không Kiếm chỉ chủ quân lại hỏi Lâm bác thần im lặng một lát Sau đó lại gật đầu Trách chứ Kiếm chỉ chủ quân nghe được hai chữ này Cương mặt đỏ lên Khúc mặt cuối cùng trong lòng tan thành bầy khói các người thoải mái hơn rất nhiều. Trách chứ, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên bây giờ. Vậy bây giờ, ta trả nàng lại cho ngươi, có được không? Giữa hai hàng lông mày của kiếm chi chủ quân, mang theo đủ cười ôn nhu. Trong nháy mắt, nàng giống như đã trở về giả vị ương thanh tịnh đơn thuần. Nói mỏ cái gì vậy, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Lâm bắc thần cố gắng đè nén nỗi nhớ giả vị ương, ôn hòa nói. Bây giờ ta chỉ cần ngươi thôi Dạ Tinh thần kiếm chi chủ quân dần dần tốt lên nói Nói dối Lâm băng thần hơi hoảng trong lòng Ta dụng tâm biểu diễn như vậy Còn bị người nhìn thấu à Người có biết không Biểu hiện xấu hổ tức giận của ngươi bây giờ Chẳng những có mỹ lực Hơn được còn khiến cho ta cảm thấy Người là người sống Biết vui biết giận Khiến cho ta càng muốn thân cận hơn Hắn vội vàng nói sang chuyện khác Kiếm trì chủ quân chậm rãi ngồi dậy Cơ thể mềm nhũn ngả vào trong ngực Lâm Bắc Thần Vậy ta trước kia trong lòng ngươi Không được xem là một người sao Ôi má ơi Lâm Bắc Thần đứng hình Đầu của ngươi bị làm sao vậy Uống nước à Ừ, trước kia người giống như một vị thượng thần cao cao tại thượng Nó đúng ra thì người chính là nữ thần không dính khói nửa nhân gian như một đoán tuyết tiền hòa thuần khiết không dính một hạt bụi Khiến người ta không dám thân cận nhưng khó mà không chế khát vọng chinh phục của mình. Hắn sắp xếp ngôn ngữ, mặt không đổi sắc nói. <laughs> Kiếm chi chủ quân cười nhẹ, mặc dù là nói láo, nhưng ta lại rất thích nghe. Nàng đưa tay kéo cổ lâm bác thần, sợi tóc bởi vì tĩnh điện mà dán chặt vào quần áo của hắn. Nàng nhẹ nhàng xây dịch, lộ tay dán vòng ngực trái của lâm Bắc thần, nghe nhịp tim mạnh mẽ đành thép của hắn nảy lên, cảm giác chân thật nhưng lại dần xa xôi ta trả lại nàng cho ngươi nàng tốc giọng lẩm bẩm giọng nói yếu ớt nhưng kiên định giống như nàng rốt cuộc đã đưa ra một lựa chọn khó khăn nào đó giọng nói của kim chi chủ quân rất nhỏ giống như đang tự thủ với chính lòng mình ngươi nói cái gì lâm bắc thần kẻ sát lỗ tai vào vừa rồi hắn không nghe thấy rõ thật kim chi chủ quân chậm rãi rời khỏi người lâm bắc thần nàng bước xuống giường, đứng trên mặt đất, cơ thể lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng nàng vẫn tránh cái đỡ của Lâm Bắc Thần, cuột cứng bước từng bước một đến trước cái rương phong ấn trận pháp thần văn. Chất liệu của rương không rõ là gì, nhưng nhìn lại chính là vật trần quý. Trên đó có trận pháp kiếm chi chủ quân đích thần khắc xuống, không có thuật phá giải, cho dù thiên thảo thần còn sống đến chỗ này cũng vô pháp mở cái rương ra. Lâm Bắc Thần nhìn thấy, trong lòng hơi động, chẳng lẽ là tài phú kiếm chi chủ quần cất giữ nhiều năm, nàng muốn cảm tạ ta, cho nên nàng muốn tặng lại tài bảo cho ta. Tìm của hắn không khỏi đập nhanh hơn. Trạng thái của kiếm chi chủ quần không tốt, mất thời gian bột chén trả, nàng mới dùng tay chậm rãi mở được cái gương ra. Bên trong cũng chẳng có trang sức gì đẹp đẽ cả, mà là một trường bào tế tư màu xanh nhạt, bình thường vô cùng đơn giản. Ngươi có còn nhớ tế tư bảo này không? Kim chi chủ quân lấy trường bảo tế tư ra, quay người lại hỏi. Ách, là một câu hỏi muốn lấy mạng. Ta làm gì biết nó chứ? Rõ ràng không có chút ký ức nào cả. Có một chút ấn tượng nhưng không nhớ rõ. Hắn trả đời qua loa. Bởi vì động tác lúc trước, khi tư kiếm trì chủ quân bất ổn, sau khi thở ra phải hơi, đang lườm hắn một cái đây là trường bào thế tư Dạ vị ương đã mặc Trong lần cuối cùng gặp ngươi Ồ trách không được Lâm bác thần làm ra vẻ bưng tỉnh Nếu người không nói Ta thật sự không nhớ nổi đâu Ta hoàn toàn không có chút ấn tượng nào <laughs> Kim chi chủ quân cười lạnh Sau đó lắc trường bào một cái Ướm lên người mình Bây giờ ta mặc cho ngươi nhìn Có được hay không Sao Tại sao người muốn mặc trường bào này chứ Lâm bác thần im lặng Người qua đây Ta muốn người đích thần giúp ta mặc vào Kim chỉ chủ quân lũng điệu nói Ta từ chối Là bác thần tốt xấu gì Cũng không phải người mới ra đời Làm sao trong thời điểm này Lại phạm một sai lầm nha trẻ đến thế Hắn biểu đạt lập trường vô cùng cứng rắn Kim chi chủ quân yên lặng nhìn hắn Một lúc đầu sau mới cười một tiếng Ném trường bào cho lâm bác thần Tỏ vẻ tức giận Nhưng lâm bác thần rõ ràng chú ý đến ánh mắt của nàng lại lóe lên ánh sáng vui vẻ đúng là phụ nữ tên của ngươi gọi là khẩu thị Tâm phi hắn làm như lừa đáng ném trường vào trong tay sang một bên cũng may mà ngươi phản ứng nhanh bên trong ánh mắt của kiếm trì chủ quân không giấu được ý cười người đúng là không khiến cho ta thất vọng nào hãy giúp ta mặc bộ quần áo này đi lần này nàng lấy ra một chiến bào thần linh lộng lẫy sau khi nàng giáng xuống thế giới này, nàng đã dựa vào kiểu dáng chiến bào thần giới mà may một chiến bào khác cho mình. Kiểu dáng tương tự, nhưng công năng lại kém quá xa. Nàng là một nữ thần cực nặng nghi thức, nàng từng muốn mặc lại chiến bào này, đặt lại tín ngưỡng của mình, lấy lại tất cả những gì thuộc về nàng. Đáng tiếc bây giờ. Lần này Lâm Bắc Thần không từ chối, hắn nhẹ nhàng giúp kiếm chi chủ quân cởi ngoại bào trên người ngón tay xẹt qua làn da dương chi bạch ngọc. Mỗi một tấc da thịt trơn mềm đều từng lưu lại dấu vết của hắn là tác phẩm tạo vật hoàn mỹ nhất. Bây giờ trên cơ thể này lại có tổn thương, không còn trọn vẹn nữa. Thường thế nhìn thấy mà giật mình, nhất thời khó mà khôi phục được. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên sinh ra lửa giận. Vệ xa lại là vệ danh thần. Nếu không phải tên cầu vật đó, Kim Chi chủ quân sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Trước đó, bởi vì có nhiều chuyện vặt kéo chân, dẫn đến hắn không có thời gian đi tìm tên đó tính sổ. Lần này, hắn nhất định phải giải quyết cho rõ ràng. Lâm Bắc Thần thề trong lòng. Rất nhanh, chiến bào thần linh đã được khoác lên hoàn chỉnh. Kim Chiêu Chủ Quân nhìn mình trong gương. gương mặt hiện lên vẻ ửng đỏ, mất tự nhiên. Người giúp ta mời mọi người đến chính điện. Được Lâm Bắc Thần lên tiếng Sau đó quay người rời đi Bên ngoài đại điện Lâm Bắc Thần gặp được người thay mặt giáo hoàng Hoa Quỳnh Nhan Và đại giáo chủ Vọng Nguyệt Khi mọi người trở lại chính điện Bọn họ đã nhìn thấy kiếm chi chủ quân Ngồi chờ ở trên thần toàn chủ điện Bái kiến biện hạ Các tê tư quỷ xuống đất Những tê tư có mặt ở thần điện Đều là tín đồ trung thành nhất Của kiếm chi chủ quân ai cũng biết nàng mới thật sự là kiếm chi chủ quân cho dù lúc này kiếm chi chủ quân yêu cầu bọn họ đi chết cũng không có bất kỳ ai do dự nửa phần tất cả đều đứng lên hết đi kiếm chi chủ quân chậm rãi nói âm thanh ấy không lớn nhưng lại rất rõ ràng các vị tê tư đều đứng lên hoa quỳnh nhàn và đại giáo chủ phọng nguyệt lo lắng ngẩng đầu nhìn lại ta giáng xuống Phạm trần đã được một khoảng thời gian rất dài hiện nay phản nghịch mưu loạn thiên thảo tả ma đã đền tội nguy cơ đã được giải trừ cũng đã đến lúc ta phải đi rồi sau khi ta đi vị trí giáo hoàng sẽ do lâm bắc thần đảm nhiệm âm thanh hạ xuống bên trong đại điện vang lên tiếng ồn ào để một người đàn ông đảm nhiệm vị trí giáo hoàng thần điện của kiếm chi chủ quân ư chưa bao giờ có tiền lệ này lâm bắc thần giật mình cha mẹ ơi, đây là tình huống gì thế chỉ trong chớp mắt ta đã trở thành giáo hoàng của một thần điện tuy nhiên kiếm trì chủ quân hừ lạnh một tiếng âm thanh ồn ào đã biến mất không thấy đâu nữa quy cụ là do thần định người đang ngồi trên thần tọa quan sát chúng sinh chính là thần là chân thần thần chính là ý chỉ sao có thể chất vấn được các tây tư lập tức cùng nhau hành lý cẩn tuần theo ý của thần sau đó bọn họ lại cùng nhau hành lễ với lâm bắc thần tham kiến giáo hoàng đại nhân. Những các nàng oanh oanh yến yến làm lễ chào mình, là bác thần có chút hưởng thụ. Không nói những cái khác, ngoài trừ đại giáo chủ vọng quyệt đã giả, phần lớn tế tư không phải thành xuân mỹ mạo, thì phong vận vẫn còn, không phải phong hoa kinh diệm thì cũng đạt thành thục mật nào. Dù sao thần điện kiếm trì chủ quân lựa chọn tế tư, ngoài trừ yêu cầu là nữ, đối với diện mạo bên ngoài, cũng có yêu cầu nghiêm khắc trong chớp nhoáng này trong đầu của lâm bắc thần chỉ có hai chữ hư trúc tiểu hòa thượng này tuyệt đối cũng là một tên đều cáng nơi thời gian trước hắn sống khốn khổ nhưng về sau lại trở thành chủ nhân linh thiếu cung phiêu miểu phong linh kiếm thị dưới tay đều là giai nhân mỹ mạo tuyệt sắc ẩn cư thế ngoại vô pháp ước thúc chẳng phải là chà 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 ôi trời nghĩ đến sử dụng bền trọng Lâm bắc thần không khỏi mắng mình một câu cầm thú Sao có thể nghĩ như vậy chứ Người vẫn còn là người sao Người và tao ta có gì khác nhau chứ Ví vòn Chính xác hẳn là hồng sắc nương tử Của chính ủy Hồng Thường Thanh Hồng Thường Thanh đã mang theo Một nhóm nương tử quân Cùng nhau đánh thiên hạ Tạo thành cách mạng Tuy nhiên chính ủy Hồng Thường Thanh Hình như chết sớm mà Ehem, Nếu không hắn nên suy tính Theo kiểu hư trúc thử nhỉ Sau khi ta đi thần tự dạ vị ương sẽ là thánh nữ của thần điện. Cho đến khi năng lực có thể phát huy đại dụng, sẽ do giáo hoàng xem xét có nên truyền vị cho thánh nữ hay không. Kiêm trì chủ quân không nhanh không chậm nói. Trong lòng lâm bác thần chấn động, cái thứ đồ chơi gì thế, truyền vị lại cho dạ vị ương à? Người không phải dạ vị ương sao? Trong lúc nghi hoặc, chỉ thấy kiêm trì chủ quân cũng đang nhìn hắn. Đây là ánh mắt gì thế? mang theo một chút nhu tình, một chút lưu luyến, một chút không cam lòng, một chút không thoải mái. Trong khoảnh khắc này, khi cờ kiếm trì chủ quân gần như sụp đổ, thần thái trên người nàng nhanh chóng tiêu tán. Khi tức sinh mệnh biến mất không còn, cả người dung đều biến thành một miếng ngọc không có sinh khí. Lâm Bắc thận kinh ngạc, chuyện gì xảy ra thế? Hàn vốn cho rằng kim trì chủ quân làm nhiều như thế là để bế quan tu luyện một thời gian dài chuẩn bị cho việc khôi phục thực lực. Thần linh báo thủ, tại sao lại từ bỏ một cách đơn giản như thế? Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Bắc Thần tiến lên, đột nhiên bóng người đã không còn khí tức trên thần tọa, tim lại đập trở lại, một lòng ánh sáng kỳ lạ bao phủ lấy nàng. Miện hạ, đại giáo chủ Phạm huyệt bị thiết kêu lên. Bà là người duy nhất đoán được người và kiếm chi chủ quân lựa chọn. Nhất thời Lâm Bắc Thần không dám loạn động, sợ ảnh hưởng đến thay đổi trên người kiếm chi chủ quân. Các tế tử khác cũng đều nín thở. Lâm Bắc Thần đứng gần nhất, có thể xuyên thấu thần lực quang hoa kỳ dị, nhìn thấy thường thế trên người kiếm chi chủ quân nhanh chóng biến mất. Từng vết sẹo nhìn mà giật mình cũng khép lại. Đồng thời cùng nhau biến mất, còn có một thứ rất lạ. Lâm Bắc Thần nhìn một hồi, trong lòng đột nhiên có một cảm giác giống như có thứ gì đó bị lấy đi quang hoa trên thần tọa dần dần tiêu tan hết đông 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 âm thanh yếu ớt nhưng kiên định nảy lên khi tức sinh mệnh đã biến mất trước đó một lần nữa phát ra từ trên cơ thể này giống như ngọn nến vừa mới đốt lại một lần nữa càng đốt càng vượng hoàn toàn khôi phục sao Là bắc thần đại hỉ hắn đứng một bên thần tọa quan sát ở khoảng cách gần đúng vậy đã sống lại rồi chỉ là khí chất nữ nhân trên thần tỏa phát sinh biến hóa cực lớn kim chi chủ quân là một nữ nhân vô cùng cao ngạo từ trong ra ngoài một loại băng lãnh gần như không thông tình đạt lý khí chất trên người giống như băng mỹ nhân huyền băng điều khắc vạn năm có thể khiến người ta phải tránh xa vạn dặm còn người trước mắt ngũ quan rõ ràng không có gì thay đổi quá lớn nhưng khí chất lại trở nên thanh thuần khí tức tiêu tự thanh xuân thoát ra không cách nào che giấu sự thay đổi này thật sự rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung nhưng lâm bắc thần rõ ràng cảm nhận được hắn bỗng nhìn nhớ đến câu nói trước đó của kiếm chi chủ quân ta trả lại nàng cho ngươi có được hay không hắn đã hiểu ra cái gì cũng hiểu rồi là giả vị ương đã quay trở về tranh không được trước đó kiếm chi chủ quân lưu lại thần chỉ muốn truyền chức vị thánh nữ thần điện cho giả vị ương bởi vì nàng đã có chủ ý muốn chủ nhân của cơ thể này quay trở về nhưng khi đó đại giáo chủ vọng nguyệt đã nói bản thân giả vị ương là nhục thần kiếm chi chủ quân chuyển thế một khi dung hợp chẳng khác nào cơ thể và linh hồn chân chính dung hợp trở thành một cá thể đơn độc quá trình này không thể nghịch chuyển sao vì sao giả vị ương có thể trở về chẳng lẽ lúc đó đại giáo chủ vọng nguyệt lừa hắn giả vị ương Trước mắt vẫn là giả vị ương trước kia sao? Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức hiện lên vô số dấu hỏi chấm. Lúc này theo nữ trên thần thoại chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt thanh tịnh tinh khiết, mang theo sự mở bịt. Giống như con chim bồ câu nhỏ, vừa mới thức tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nàng bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trước tiên. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ánh mắt của nàng bỗng nhiên hiện lên sắc thái hoạt bát thần ca ca nàng nhảy dựng lên vọt vào trong lòng lâm bắc thần lâm bắc thần vô tức vươn tay ôm nàng vào lòng thật kỳ diệu một cảm giác hoàn toàn không giống rõ ràng vẫn là cơ thể này vì sao cảm giác ôm vào lòng lại hoàn toàn không giống chẳng lẽ là do tác dụng tâm lý sao lâm bắc thần ho khăn một tiếng lúc này dạ vị ương rốt cuộc cũng chú ý đến bên trong thần ân đại điện vẫn còn rất nhiều chủ tế giáo chủ và đại giáo chủ ngay cả đại giáo chủ phòng nguyệt cũng có mặt ở đây gương mặt của nàng lập tức đỏ bừng lên nàng vội vàng lưu lại một bước rời khỏi người lâm bắc thần ba ba dạ vị ương chạy xuống đến bên cạnh đại giáo chủ phòng nguyệt nhìn thấy cảnh này lâm bắc thần liền biết đây chính là ký ức của nàng những gì phát sinh sau khi nàng bị kiếm chi chủ quân đoạt lấy cơ thể, nàng hoàn toàn không biết. Thánh nữ điện hạ. Các tế tự đều hành lễ với giả vị ương. Trên gương mặt thuận chân của giả vị ương hiện lên sự mở mịt, giống như nai con bị sợ hãi, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Lâm bắc thần thở dài. Hiện tại hắn không biết tâm trạng của mình là gì. Kiếm chi chủ quân thật sự đã trả lại giả vị ương, vui vẻ không? có chút vui vẻ, nhưng trong lòng hắn lại có một chút trống rỗng, một sự thất vọng, mất mát khó chịu. Thần linh báo thủ cao lãnh giống như bằng bị nhân kia, còn có thể trở về không? Vọng Nguyệt, lâm bắc thần nói, người hãy nói những chuyện đã phát sinh cho thanh nữ nghe, sau đó bảo nàng đến trác điện gặp ta. Vâng, giao hoàng miện hạ. Đại giáo chủ phòng Nguyệt cùng kính đáp. Lâm bắc thần xoay người đến trác điện hắn cần thời gian để bình phục tâm trạng của mình. Sâu bên trong trắc điện, Lâm Bắc Thần cẩn thận thu lại tất cả mọi thứ kiếm chi chủ quân đã để lại. Đến tận bây giờ, hắn thật sự có chút không dám tin kiếm chi chủ quân đã biến mất từ đây. Không, nhất định vẫn chưa biến mất. Tiên ngưỡng bắt diệt, thần linh sẽ không chết. Nàng nhất định còn sống. Một ngày nào đó, nàng sẽ trở lại. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, lúc này tiếng bước chân truyền đến. Dạ vị ương nước mắt rưng rưng, gõ vào cửa tiến vào trắc điện. Lâm, giáo hoàng miệng hạ? năng hành lễ với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần quay người lại, mỉm cười nhìn thiếu nữ. Người không cần khách giáo như vậy. Khi có người, ta là giáo hoàng của ngươi, ngươi là thánh nữ. Khi không có người, ta là thần ca ca của ngươi, còn ngươi vẫn là tiểu vị ương của ta. Hắn đưa tay qua lau giọt nước mắt trên gương mặt thiếu nữ. Thần ca ca, ta hơi khó chịu, bà bà đã nói cho ta nghe cả rồi. Ánh mắt của giả vị ương lóe sáng, ướt át mà trong vắt. Yên tâm đi, mất đi nhất định sẽ tìm được trở về. Lâm bác thần an ủi nàng, sau đó quay người, cầm lấy cái áo choàng kia. Người nhìn đi, còn nhớ rõ cái áo choàng này không? Giả vị ương kẽ giật mình chợt nhận ra. À, đây là... Không sai, lần cuối cùng ta tìm cười, Ngươi mặc chính để chiếc áo này Ta có linh tính cho nên luôn mang nó trên người Cẩn thận giữ lại Có thời gian thì mang ra xem Nhanh nhăn người một chút Giống như người vẫn còn bên cạnh ta Lâm bác thần thâm tình nói Giả dạ vị ương nghe xong gương mặt nhỏ nhắn Giống như sáng chiều Nàng cũng cảm thấy ngần đầu Còn mắt ông ánh nhìn lâm bác thần Giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm Nào Để ta tự tay mặc nó cho ngươi Lâm Bắc Thần choàng áo choàng lên người Giả vị Ương. Thần ca ca, ta nhất định sẽ là một thanh được ưu tú, cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi, phụ tá ngươi, trợ giúp ngươi. Ta nguyện ý cùng với kiếm chi chủ quân miện hạ, nỗ lực hết thảy vì ngươi. Giả vị Ương nói. Lâm Bắc Thần xoa xoa tóc của nàng. Đồ ngốc, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi phải nhanh lớn lên, biến thành một cường giả thần đạo bệ nghệ tứ vương không đối thủ. Đến lúc đó, ta có thể truyền lại vị trí giáo hoàng cho ngươi hoàn thành ủy thác của kiếm chi chủ quân miện hạ đối với ta Giả vị ương lắc đầu nhưng ta không muốn xa thần ca ca lâm bác thần cưng chiều vuốt tóc của nàng ai nói ngươi làm giáo hoàng thì chúng ta sẽ xa cách phong huyệt hẳn đã nói với ngươi rồi thật ra ta và kiếm chi chủ quân đã Ừm phát sinh nhiều lần tiếp xúc gần ngươi và nàng ấy một thể song hồn nói như vậy thật ra ta và ngươi cũng đã được xem là trên hữu thần thiết nhất. Vâng, vòng quyệt bà bà đã nói với ta, bây giờ thần ca ca ngươi đã là giáo hoàng, hôm qua chính thần ca ca ra tay mới giết chết được thiên thảo thần. Ánh mắt tình kiết của giả vị ương giống như nước trong khe núi, không hề có chút tạp chất nào. Nàng nghiêm túc nói, thần ca ca và chủ quân biện hạ sóng vài chiến đấu, ngàn vạn thị dân kinh thành đều trông thấy. Tình như thế, ta và thần ca ca đích thật là một nửa chiến hữu rồi. À lão thiết không có bận tâm, lộ dịch mắc điểm. Lâm bác thần tự nhủ, lời ta nói vừa nãy không phải ý này. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt thanh tịnh thuần trần của giả vị ương, hắn cũng không tiện tiến thêm một bước mà giải thích sâu hơn. Nếu không chẳng phải hắn sẽ biến thành cặn bã nam nhân hay sao? Hơn nữa, Lâm bác thần có ý thức được một chuyện khác. Trong thời khắc cuối cùng, kiếm trì chủ quân dùng thần lực thiểu đốt chữa trị cơ thể không trọn vẹn. Những vết thương bị đại hoang thần lực tổn hại cũng đều đã được chữa lành. Thế thì cái bộ phận kia cũng trở nên nguyên si, đúng không? Vừa nghĩ đến đây, Lâm băng Thần hít vào một hơi. Nếu quả thật như vậy, hắn nên điều chỉnh tâm trạng, trước tôn trọng tiểu vị ương một chút, mà cái hành động hay là ngôn ngữ cũng không thể tùy ý như trước đó. Dù sao thì kiếm chi chủ quân là kiếm chi chủ quân, mà giả vị ương là giả vị ương. Hai người đều là hai linh hồn độc lập. Người hãy nghỉ ngơi một chút, sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Lâm là Bắc Thần bìm cười xoa đầu giả vị ương. Rất nhanh, từng đạo giáo trị thần ân trong thần điện được ban phát ra ngoài. Một sự thay đổi lớn quét sạch toàn bộ kinh thành của đế quốc. Trong thần tiện của kiếm trì chủ quân, học sinh võ giả dân gian là lực lượng chủ yếu, là tù trong kinh thành được mở ra. Thành viên hoàng thất, quý tộc, đại phú hào, tướng lĩnh, võ giả bị vệ thị giam giữ, may mắn còn sống, đều được thả ra. Những người này cũng đều gia nhập vào làn sóng thủy triều phản công. Trước đó, những thế lực gia tộc đầu nhập vào vệ thị, tiến hành hãm hại nhân sĩ ái quốc trùng trình đều bị lực lượng này thanh tẩy nhất là các đại quý tộc như lưu gia trịnh gia bọn họ thụ hoàng ân nhưng trong thời điểm đế quốc khó khăn nhất bọn họ lại lựa chọn phản bội hai tài dính đẩy máu tươi của người vô tội bây giờ chính là lúc nợ máu phải trả bằng máu tế tư thần điện ra tay trực tiếp công pháp phòng ngự của những đại gia tộc này sự phẫn nộ của dân chúng trong thành thị bộc phát giống như lũ quét điên cuồng xông vào bên trong những tòa nhà cao cửa rộng trong vòng một đêm, rất nhiều hào trạch hiển hách truyền từ đời này sang đời nọ bị đốt thành phế tích. Những võ sĩ gia tộc, cưng giả gia tộc dựa vào địa thế hiểm trở, ngoan cố chống lại, cuối cùng đều bị tế từ thần điện giết chết hoặc phế làm tù binh. Chỉ trong vòng một đêm, Kinh Thành lại tiến vào tiếp tốc phản công cướp lại. Rất nhiều tài sản gối đầu của các nhà quyền quý đều bị cướp sạch. So với thành viên hoàng thất, quý tộc và phúc hào nhận hết quất nhục các tế tư thần điện thậm chí không thể tha thứ cho những kẻ phản bội thay đổi tín ngưỡng tế tư thần điện đã trở thành thực lượng cường đại nhất trong kinh thành ngẫu nhiên có một số vệ thị cấp tổng sư võ đạo lọt lưới nhưng dưới thủ đoạn thiết huyết của tế tư thần điện bọn họ cũng rất nhanh đền tội dưới sự dẫn đầu của thần điện các cơ cấu chính quyền tạm thời mới được thành lập quý tộc quan viên đều biểu hiện sự kiên định của mình lúc trước nhanh chóng chiếm được sự tin phục rất nhiều học viên từng thấy chết không sờn cũng được ủy thác trách nhiệm trật tự kinh thành đã được ổn định một cách nhanh chóng trong thời gian chưa đầy một đêm một số bang cái về ý định đục nước béo cỏ phân tử rảnh rỗi cũng bị đả kích thật mạnh bị thanh trừ không chút lưu tình Đã ra hoàng tân nhiệm lầm bắc thần cũng không lộ diện quá nhiều ngược lại thanh nữ thần điện dạ vị ương dưới sự bảo vệ của hai vị đại giáo chủ là hoa Huỳnh nhan và phọng nguyệt tần suất xuất hiện trong kinh thành cực kỳ cao. Nhiều bức tranh đá có hình dạng vị ương không ngừng được phát ra ở các khu lớn. Các đại quảng trường quán rượu quán trà, giáo phượng ti thành lầu trong kinh thành. Trước đó toàn bộ kinh thành đều được nhìn thấy hình ảnh tà thần thiên thảo thần được vệ thị đứng đằng sau bị giết chết. Hy vọng của thần tiện cũng đạt đến mức cao nhất trong vòng gần một thập kỷ qua. Vì thế vị tân thanh nữ thần điện dạ vị ương với vẻ ngoài thanh thuần bị lệ khi trận em gái nhà bên trong thời gian ngắn đã trở thành đối tượng theo đuổi của vô số thị dân nữ thần trong suy nghĩ của rất nhiều người ngược lại lâm bắc thần lại rất điệu thấp bên trong các hạc mụng tuyên truyền trên cơ bản nếu không nhìn thấy được cái bóng của hắn mặc dù ta cũng muốn bồi dưỡng rau hè nhưng không thể đoạt vườn rau tình nhân cũ được mặc dù ta là cặn bã nam nhưng không thể là một cặn bã nam không có lương tâm lâm đại thiếu đứng trên chỗ cao nhất của thần điện quan sát tòa cổ thành trăm năm dùng lửa đốt thảo nguyên mới có thể nhanh chóng tích trữ phần bón sinh trưởng càng nhiều hoa cỏ cây cối tươi tốt kinh thành trải qua kiếp nạn trong khoảng thời gian rất dài nó sẽ càng thêm đoàn kết và kiên cường hơn trong quá khứ đế quốc bắc hải xây dựng hơn trăm năm sau khi trải qua nguy cơ gần như diệt quốc lần này chỉ cần có thể chống đỡ được áp lực của đế quốc trung ương nó sẽ nghênh đón sinh cơ và hy vọng mới. Lâm Bắc Thần có lòng tin mười phần đối với điều này. Tuy nhiên hắn cũng biết rõ, kinh thành khôi phục cũng không có nghĩa là tất cả đã được giải quyết. Sau đó còn cần nghênh đón bác hải nhân hoàng vào kinh thành, đồng thời một lần nữa nhanh chóng khống chế các hành tỉnh lớn, triển khai hành động quân sự với đế quốc cực quang, đoạt lại hai đại hành tỉnh đang bị đế quốc cực quang chiếm lĩnh, khi đó mới được xem là triệt để khôi phục hoàn cảnh đế quốc đương nhiên vẫn còn một món nợ máu cần phải thanh toán với đế quốc cực quang. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng nghênh đón Bắc Hải Nhân Hoàng vào kinh thành. Lâm Bắc Thần nhìn về phía tây nam, hắn đã có bố trí. Bệ hạ, đằng trước chính là Thanh Sương Hành Tỉnh, Thanh Sương Đại Thành. Tỉnh chủ Doãn Tướng Kiệt quản lý Thanh Sương Hành Tỉnh 40 năm, thế lực không yếu, tài phú kinh người. Căn cứ theo tin tình báo, trụ quân bên trong Thanh Sương Đại Thành đã vượt quá trăm vạn. Trong đó, bản thân Doãn Tướng Kiệt đã là bán thiên nhân, cường giả cấp tổng sư vượt quá trăm người, chiến tướng cấp đại võ sư hơn ba ngàn. Tường thành có 308 tại trận hộ thành, lực lượng phòng giữ không tầm thường đâu. Đại thống lĩnh cấm quân Lộc Sơn Quan bẩm báo tình hình thực tế của quân địch. Bắc Hải Nhân Hoàng có chút suy nghĩ, sau đó quả quyết nói ra, ra lệnh cho đội quân đội tình nhuệ, toàn quân xuất kích, không cần giữ lại, dùng tốc độ nhanh nhất lấy cho bằng được thanh xương đại thanh. Bệ hạ, chuyện này có phải quá mạo hiểm hay không? Công thành còn khó gấp 10 lần so với thủ thành, thương vong cường cổng quá lớn. Đúng vậy, trước hết thăm dò, tiêu hao thủ quân, tìm sơ hở, sau đó sẽ công thành. Các tướng lĩnh vừa nghe lệnh xong, không khỏi lên tiếng khuyên bảo. Bác Hải Nhân Hoàng lắc đầu. Chiến lược của chúng ta chính là phải dựa vào tốc độ nhanh nhất phản công về kinh thành, Lâm Thiên Nhân vẫn còn đang chờ tụ họp với chúng ta trong thành. Chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu. Tạ tướng lên tiếng nói, chúng ta có thể bởi oát khoáng quân triệu huy và đại quân hoài tộc hiệp trợ công thành, gia tăng phần thắng. Bác Hải Nhân Hoàng lắc đầu, trận chiến đầu tiên sẽ do chúng ta đánh. Cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào Lâm Thiên Nhân. Ở khứ giới vực ngoại, chúng ta đã nằm thắng một lần rồi. Tiểu đạo giả tử tiểu diễn gật đầu nói, bệ hạ nói rất đúng, nếu trận chiến này chúng ta có thể đánh ra cường thế của mình, chúng ta sẽ thắng được tôn trọng. Tiếp theo sẽ là oạt khoáng quân và hải tộc. Nhất là hải tộc, khi đó bọn họ mới phối hợp thật tốt với chúng ta. Các tướng lĩnh nghe xong, lập tức bốc lên chiến ý hừng hực. Không sai, cũng không phải lúc nào cũng đều dựa vào người khác. Nhất là Lâm Thiên Nhân và các bằng hữu của hắn đã giúp đế quốc quá nhiều. Hiện tại cũng nên đến phiên bọn họ chứng minh mình là quân nhân đế quốc năng lực và giá trị của võ giả. sĩ khí đại quân tăng cao chậm rãi tiến đến bên ngoài thành xương đại thành nhưng chuyện mà bọn họ không nghĩ đến lại phát sinh. Trinh sát nhanh chóng đến báo khởi bờ bệ hạ cửa thành thanh xương đại thành mở rộng thanh xương tỉnh chủ doãn tướng kiệt đích thần ra tay trói chặt thành viên cao tầng của vệ thị trong thành xuất lĩnh vạn quan viên lớn nhỏ và bộ chủ quân đội quy ngoài thành nghênh đón bệ hạ chịu đòn nhận tội. Mọi người nghe xong giống như nằm mơ. Chuyện gì xảy ra thế? Còn chưa mở đánh, thành dương hành tình đã hang. Có cái gì được gạt bên trong không? Suy nghĩ này, đột nhiên nảy ra trong đầu mọi người. Còn chưa bắt đầu, đã muốn đầu hàng. Một chút chống cự tượng trừng cũng không làm có sao? Là bị đại quân hù dọa hứ? Hay là... Các hành thẹo chậm tiến vào tìm hiểu thực hư nào? Bác Hải Nhân Hoàng thôi động chiến thú dưới hông tiến về phía trước. Rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy tỉnh chủ Thanh Sương Hành Tỉnh, Doãn Tướng Kiệt, nửa người trên đầy trần quỳ trên mặt đất dưới tường thành. Năm nay Doãn Tướng Kiệt khoảng 50 tuổi, là gia chủ đệ nhất gia tộc Thanh Sương Hành Tỉnh, bảo dưỡng vô cùng tốt, da thịt trắng trẻo, diện mạo cũng có phần tuấn giật, nhỏ nhã. Đằng sau ông ta là một mảnh trắng bóng, tất cả đều là quan viên đến chịu đòn nhận tội. Cảnh tượng này quả nhiên là kỳ cảnh nhân gian Vô cùng hùng vĩ Sự tình rất nhanh được biết rõ Cái gì Lâm Thiên Nhân đã thu được kinh thành Cái gì Vệ vô kỵ chết rồi à Cái gì Thiên Thảo Thần cũng đã bị giết chết ư Cái gì Lâm Thiên Nhân trở thành giáo hoàng à Cái gì Thần điện bàn bố thần chỉ chiêu hang Trừ đại hành tỉnh ư Cái gì Vợ của người sinh con rồi à Đoàn cười đến sợ ngây người tin tức này quá kinh dị và trúng động. Trong lòng đám người Bắc Hải nhân hoàng, Lâm Bắc Thần hẳn đang giở trò chơi xấu sau lưng vệ thị, sau đó ẩn mình chờ đợi trợ giúp đại quân. Đội ứng ngoại hợp, mọi người cùng nhau liên thủ đánh bại kinh thành mới đúng. Tại sao bọn họ vất vả tổ chức đại quân, còn chưa kịp nghênh đón trận ác chiến đầu tiên, đào kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ, Lâm Bắc Thần đã xử lý xong toàn bộ rồi. Cảm giác này quá hoang đường, nó dùng như một người chăm chỉ rèn luyện cơ thể, kiêng rượu để chuẩn bị có con. Kết quả, con chưa làm gì, đã có người giúp, người mang con đã sinh đến trước mặt. Bác Hải Nhân Hoàng và Tà Tướng nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy được sự kinh hãi và kinh hỉ trong mắt nhau. Cảnh tượng rất quen thuộc. Ở cư giới vực ngoại cũng giống như vậy. Bọn họ dốc hết sức lực phòng thủ ở trong cổ thành hoàng phế, chờ thời cơ có khả năng đến được quản Lâm Bắc Thần mang theo một bộ lạc dã nhân quay về, nói cho bọn họ biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Chẳng có gì khác so với hôm nay. Đại quân vào thành. Bác Hải Nhân Hoàng vất tay ra lệnh. Từ đằng xa trong đại quân hải tộc, thiêu nương ngồi trên xe lăn cũng nhận được tin tức mới nhất. Hắn thật sự làm được sao? <laughs> không hồ là gia hỏa mà ta lựa chọn hợp tác. Ta cũng phải nỗ lực, nếu không ta sẽ bị tên gia hỏa này chiếm thượng phong. À, ta mới là chủ đạo của bình ước bí mật mà. Mặc dù Lâm Bắc Thần người rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, người phải thần phục trước tiền tài vị đại nhất hải tộc từ trước đến nay là ta. <laughs> ánh mắt của thiếu nữ ngồi trên xe lăn tản ra ánh sáng, giống như xa vào bên trong tín ngưỡng cuồng nhiệt thần chính thống vị đại muốn lật tùng đại cục. Thành Sương Đại Thành tiếp quản công việc thuận lợi hoàn thành. Trong quá trình này, Bắc Hải Nhân Hoàng đã cho thấy chủ trường quyết đoán của mình. Ông gần như không chút do dự, hạ chỉ biễn tội cho tỉnh chủ Doãn Tuấn Kiệt. Chẳng những không truy cứu, hơn nữa vẫn bổ nhiệm ông làm tỉnh chủ thanh dương hành tỉnh như cũ. Năm quan viên chịu đòn nhận tội cùng một chỗ. Trừ phi là những người có biểu hiện giết hại người vô tội, cưỡng đoạt huyết tinh. Trên cơ bản đều được đặc giá, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Năm người Doãn Tuấn Kiệt vô cùng biết ơn, thế nhất định sẽ tận trùng cương vị Thanh Dương Đại Thành rất nhanh ổn định lại. Những công việc có liên quan về sau, Bác Hải Nhân Hoàng giao lại toàn bộ cho thất hoàng tử, tạ tướng tản lộ ý ở bên cạnh phụ trợ. Còn ông, cùng với thiên nhân cao thắng hàn, đại thông tỉnh cấm quân lầu sơn khoan và đội quân tinh nhuệ ngàn người trực tiếp cưỡi phi chu từ cao không ra khỏi thúc ngựa bay về kinh thành đại chiến trong dự đoán không có phát sinh tin tức đam gầy doãn tuấn kiệt ở thanh dương hành tinh được đặc xá đã chuyển đi tất cả những hành tịnh khác còn đang thăm dò so, tất nhiên đều tăng tốc quy hàng không cần nhắc lên chiến tranh quỳ bộ việc khôi phục đế quốc đã nằm trong tầm tay là hoàng đế của đế quốc ông nhất định phải xuất hiện đầu tiên trong kinh thành ổn định lòng người một ngày sau bác hải nhân hoàng tiến vào kinh thành ông nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người dân trong kinh thành nhìn thanh lớn đang dần dần khôi phục sinh khí sau chiến hỏa. Nhìn thần dân của mình đang lớn tiếng hoan nghênh. Bác Hải Nhân Hoàng cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Hơn một tháng trước, ông đã trải qua hai hành trình lớn nhất trong cuộc đời mình. Cả hai đều có quan hệ mật thiết với ông. Thậm chí có thể nói, ông hẳn là người chủ đạo trong hai đoạn hành trình này. Nhưng trên thực tế, tất cả đều không có liên quan gì với vị hoàng đế ông cả. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự khiến người ta phấn khích. Dưới sự chèn trúc của thần dân, ông đến cổng hoàng thành. Kiến trúc và cảnh trí quen thuộc, nhưng tâm trạng lại khác biệt. Bác Hải Nhân Hoàng ý thức được, vấn đề lớn nhất bày ra trước mắt ông không phải là phục quốc như thế nào, cũng không phải là dùng phương thức, dùng nước ấm, nấu ếch xanh. Loại trừ những kẻ phản bội ra khỏi hạch tầm đế quốc, củng cố lại chính quyền ra sao. Thậm chí cũng không phải thương lượng làm cho rõ ràng nguyên nhân độ khó khảo hạch thăng cấp trong thiền quốc chỉ chiến với sứ đoàn tiền bình đế quốc trung ương. Cũng không phải đến tới điện anh linh đã chết, cũng không phải trấn an và lưu lạc dần tầm trong thành, cũng không phải chiếm lại hai đại hành tỉnh đang bị đế quốc cực quang chiếm lĩnh, mà là làm thế nào để xử lý mối quan hệ giữa hoàng thất và lâm bắc thận. Trong vòng hơn một tháng vừa qua, những gì phát sinh đều liên quan đến lâm bắc thận. Tiêu niên này giống như anh hùng cái thế Hai lần ra tay đều hai lần ngăn cơn sóng dữ Nếu không có hắn Có lẽ bây giờ lý thị đế quốc Bắc Hải Đã trở thành lịch sử Nhưng vấn đề là Tư lâm Bắc thần cần Hoàng thất có cho nổi hay không Ước ừ định trước đó ở khư giới vực ngoại Bây giờ Bắc Hải nhân hoàng ước gì Có thể thực hiện Đừng nói con gái của ông ngay cả tỷ tỷ muội muội con chưa lập gia đình của ông thậm chí hậu cung phi tử nếu lâm bắc thần động tâm, ông sẽ trực tiếp tặng cho hắn mà không cần do dự. chỉ cần có thể khóa chặt lâm bắc thần với đế quốc bắc hải, Bác hải nhân hoàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. cũng không còn cách nào. trước mặt lợi ích và dụ hoặc đầy đủ, hoàng đế cũng có thể hèn mọn liếm chó như thế. tiến vào hoàng cung sắp xếp xong, Bác hải nhân hoàng thậm chí cũng không kịp tiếp kiến đám thần tử trung trinh đang gào khóc như đứa trẻ đòi ăn bên ngoài chính điện mà cùng với đám người tiêu bính cam thiền thiền chạy đến thần điện sơn ở thần điện sơn bác hải nhân hoàng gặp được lâm bác thần cũng chỉ mười mấy ngày không gặp nhau thôi nhưng lại có một cảm giác như đã mấy kiếp trôi qua khi chia tay mấy ngày trước thiếu niên kia vẫn là lâm thiên nhân bây giờ hắn đã trở thành giáo hoàng đông đảo trần châu đại lục vốn là một thế giới thần quyền và hoàng quyền thậm chí chăm chỉ một chút thần quyền còn nằm trên hoàng quyền đến mức giáo hoàng thần điện có thể sánh vai với nhân hoàng bốn mắt nhìn nhau bác hải nhân hoàng đột nhiên nghĩ thông suốt tất cả những suy nghĩ trước đó đều theo kiểu quan tâm quá sẽ bị loạn ông có thể cho thiếu niên này cái gì cái gì đều không cho được điều duy nhất ông có thể làm bây giờ chính là tổng kết nhân lực vật lực của Bắc Hải tăng niềm vui cho Lâm Bắc Thần bà thôi. Trong cung điện màu vàng, banh, một mảnh thủy tinh màu vàng đột nhiên vỡ nát, biến thành bột mịn phiêu tán trong không khí. Vệ danh thần đang ngồi ngay ngắn trên bầu đoàn màu xanh ngọc, nhắm mắt tu luyện, đột nhiên mở mắt, còn người lóe đến sự kinh ngạc. Ồ, song sinh tình tiết đã vỡ vụn, hắn chết rồi sao? Vệ danh thần nhìn vị trí tinh mạnh tiêu tán, hơi suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay phải ra, nằm ngón tay bóp ấn, ngón cái ngón út và ngón vô danh không ngừng kích nhẹ. Một lát sau, gương mặt của vệ danh thần hiện lên sự bừng tỉnh. Đây cũng được xem là quả quyết cường điện. Mặt thầy đại thầy đã mất, chẳng những không trốn, ngược lại còn ngọc thạch câu phận, thiểu đốt thần bình đích thật, có thể giết chết Thiên thảo, còn chưa đắc vị thần cho dù ký sinh vượn lực cũng không sống nổi. Tính toán rõ ràng tiến căn hậu quả, gương mặt vệ danh thần hiện lên nụ cười nhạt. Thật ra cho dù vừa nãy cảm ứng được thiên thảo thần đã hoàn toàn tử vong, hắn cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Cũng không có bao nhiêu thất vọng hoặc vẫn nổ. Điều này so với đại sự mà hắn muốn làm, mưu đồ đế quốc Bắc Hải, tôi đã cũng chỉ là giải quyết xong liên đủy huyết mạch thế gian mà thôi. Như một hạt cát so với cả một sa mạc, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Mà kể phụ thần huyết mạch chết đi, hay là thiên thảo thần bị giết, so với đại sự kia còn cách xa vạn dặm. Lão đầu tử đó chẳng có tác dụng gì đặc biệt, chỉ biết rằng buộc huyết thống với ta. Chết ngược lại là một chuyện tốt, nhưng vậy thị mạch này vẫn phải được lưu lại. Vệ danh thần suy nghĩ một chút, bạch, người đi hiệp trợ những tộc nhân thân yêu của ta rút lui khỏi đế quốc Bắc Hải đi. Vâng thiếu ra, một sợi dây màu trắng nhạt từ cái bóng sau lưng vệ danh thần trù ra ngoài hóa thành một luồng điện quang màu trắng bay vụt ra khỏi thần điện màu vàng óng xuyên qua biển mây mênh mang nhanh chóng chạy về phía thiên thảo hành tịnh vệ danh thần nhắm mắt một lần lượn luyện công sau một canh giờ lông mạch của hắn hơi hơi cao lại sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra thành bây giờ chúng ta đến đâu rồi lệ thanh điểu chở cung điện màu vàng Viết dài một tiếng Trong mắt lóe lên ánh sáng màu vàng Của kim loại bằng lãnh Xuyên thấu tầng mây nhìn xuống phía dưới Trong khoảnh khắc này Trên bầu trời giống như có hai mặt trời Theo già là thành lớn thứ nhất Của lưu xã quốc Sa bà khắc thành Âm thanh thanh thúy của một giọng nữ vang lên Bên trong cung điện Lưu Sa quốc Vệ danh thần chậm rãi đứng dậy khỏi bồ đoàn màu xanh ngọc Không tệ Chúng ta tạm dừng ở đây Ta đã ổn định một tình tiết cần phải bổ sung. Sa mạc khắc là một nơi khá mỏng mỡ. Thanh điểu đang phi hành đột nhiên ngừng lại. Nó nhẹ nhàng thư giãn đôi cánh, dùng tư thái không phù hợp với phương thức phi hành của loài chim lơ lửng trên không trung, cách mặt đất 10.000 mét. Vệ danh thần bước ra khỏi cung điện màu vàng, thằng người nhảy lên, giống như biểu diễn nhảy cầu, từ lưng con chim màu xanh nhảy xuống. Thanh Điều chỉ lặng lặng chờ đợi thôi. Chỉ trong thời gian một nén nhang, vệ danh thần đã quay lại. Vốn sĩ Anh Tuấn vĩ ngạn. Lúc này lớp ngoài làn da trắng như vạch ngọc của hắn, nổi đến hòa văn bí ẩn huyền hoàng giống như kìm phấn, hoặc giống như hình xăm cổ xưa mà kỳ dị, trải trọng mỗi một tấc xa thịt, ngay cả mặt mũi, lỗ tai, thậm chí tóc cũng dày đặc. Đồng thời còn có từng mạch máu màu xanh lồi ra, giống như những con rắn độc đang trôi bên dưới làn da của hắn, Ông dùng qua lại không hề bị ngăn cản vệ danh thần từng bước một bước lên bậc thang thần tiện hoàng kim mỗi một bước hắn đi qua đều lưu lại một vết máu rất lớn nhưng rất nhanh đã bị bậc thang màu vàng óng của thần tiện hấp thụ